xin chào tất cả các em đến với chương trình ôn tập kiểm tra học kỳ 2, bộ môn giáo dục thể chất của khối lớp 6. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn bài kỹ thuật chuyền và bắt bóng trong bóng ném. Kỹ thuật bắt bóng bằng hai tay trước ngực, trên cao, dưới thấp, bên mình. A. Tư thế chuẩn bị. Hai chân rộng bằng vai hoặc chân trước, chân sau. Trọng tâm dùng đều vào hai chân. Hai tay đưa ra trước, không duỗi thẳng hết tay. Mắt quan sát hướng bóng đến. Đối diện với đường bóng bay tới, bàn tay thả lỏng tự nhiên. Hai bàn tay mở tự nhiên hình túi, khoảng cách giữa hai bàn tay nhỏ hơn đường kính quả bóng một chút. Trong đó, ngón cái và ngón trỏ của hai tay tạo thành hình tam giác. B. Bắt bóng. Các ngón tay nhẹ nhàng tiếp xúc bóng, hai tay nắm chặt bóng kéo về phía trước ngực. Kỹ thuật bắt bóng bật đất. Tư thế chuẩn bị giống như tư thế của động tác bắt bóng bằng hai tay trước ngực, trên cao, dưới thấp, bên mình. B. Bắt bóng. Người bắt bóng bước chân có thể chân phải hoặc chân trái về trước, chuyền bóng tới. Hai tay đưa về hướng bóng bật từ đất lên. Tay trên tay dưới để làm giảm bớt độ xoáy của bóng. Thời điểm tay chạm bóng giống như kỹ thuật bắt bóng bằng hai tay trước ngực, trên cao, dưới thấp, bên mình. Những sai lầm thường mắc và phương pháp sửa chữa. A. Những sai lầm. Tay cứng nhắc trong khi tiếp xúc bóng. Vị trí của tay và các ngón tay sai lệch. Đón bóng sai vị trí vì phán đoán sai địa điểm bóng bay tới. B. Cách sửa chữa. Yêu cầu tay tiếp xúc bóng mềm mại, không có tiếng kêu to. Tại chỗ nắm chắc bóng bằng hai tay và sửa chữa hình tay. Các ngón tay càng xòe đều thì càng tạo tiết diện lớn khi bắt bóng. Vị trí chủ lực của các ngón tay cái phía sau sẽ ngăn chặn không cho bóng lọt qua khi bắt bóng. Tránh tiếp xúc bóng bằng hai bàn tay trước mà phải bằng các ngón tay trước. Trước khi bắt bóng, phải luôn tìm mọi cách tạo điều kiện tốt nhất cho bắt bóng. Kỹ thuật chuyền bóng một tay trên vai. Giai đoạn chuẩn bị. Người chuyền trong tư thế hai chân rộng bằng vai hoặc chân trước chân sau. Gối hơi khuỵu. Thân người thẳng, hai tay cầm bóng trước ngực. Mắt quan sát hướng chuyền bóng. B. Giai đoạn chuyền bóng. Khi thực hiện động tác chuyền bóng, chân trái của người chuyền bước lên phía trước về hướng chuyền. Thân người và vai trái xoay về hướng chuyền bóng, được dần chuyển sang bên tay phải. C. Giai đoạn kết thúc. Kết thúc động tác chuyền bóng, tay phải, mặt và thân người hướng về, hướng chuyền, chân phải ở phía sau. Những sai lầm thường mắc và phương pháp sửa chữa khi chuyền bóng. A. Những sai lầm thường mắc. Bóng rời tay quá sớm hoặc quá muộn. Khuỷu tay quá thấp so với thân người. Không phối hợp được giữa tay và thân người, lực bóng bay yếu, chưa tới tay người bắt bóng. B. Phương pháp sửa chữa. Thực hiện động tác và chuyển động liên tục, không đưa bóng ra sau quá xa. Khép cánh tay trên sát thân, khuỷu tay không quá cao để tạo điều kiện cho cầm bóng được chắc chắn và dễ dàng. Yêu cầu thân người ngã nhiều về phía bên phải để hướng ném thuận lợi sang bên trái. Yêu cầu không gặp cẳng tay khi ném bóng. Bả vai thả lỏng khi ném và không gặp cổ tay hướng lên trên khi bóng rời tay. Thầy xin chào tất cả các con. Mời các em xem một đoạn video clip về chúng ta sẽ bắt đầu và bắt bóng. Môn bóng ném. Và kỹ thuật đầu tiên chúng ta sẽ học đó là ném bóng cao tay. Sau, tư thế chuẩn bị, chân trước chân sau, chân sau cùng bên với
đệm bóng, chúng ta đưa từ trước ngực lên trên cao và mắt hướng về phía đệm. Chúng ta sẽ thực hiện xoay gót chân và xoay hông để đệm bóng. Và trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện kỹ thuật bắt bóng bằng hai tay và kỹ thuật bắt bóng một tay trên vai. Một số yêu cầu về bài kiểm tra học kỳ 2. Điểm đạt: các em thực hiện được kỹ thuật chuyền và bắt bóng trong môn bóng ném khoảng cách 3-5m, nhuần nhuyễn, hoặc thực hiện được kỹ thuật mà còn một vài sai sót nhỏ. Điểm chưa đạt: thực hiện tương đối kỹ thuật chuyền và bắt bóng, rớt bóng nhiều lần, chưa thực hiện được kỹ thuật hoặc thành tích thấp. Thành tích từ loại đạt theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Yêu cầu thái độ, kiểm tra nghiêm túc, kỷ luật, tự giác khi luyện tập và kiểm tra. Sau đây là một số dặn dò. 1. Các em xem nhiều lần bài ôn tập để kiểm tra học kỳ 2. 2. Tuần số 13-14, chúng ta tiến hành kiểm tra học kỳ 2. Thời gian kiểm tra thực hành là 90 phút. 3. Tuần 13-14, các em chú ý đi học đều để kiểm tra học kỳ 2. Bài ôn tập kiểm tra học kỳ 2 của cô đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các em trong tiết ôn tập sau. Chúc các em nhiều sức khỏe và thực hiện bài kiểm tra học kỳ 2 tốt nhé.